người dân Việt Nam đã làm ra được bao nhiêu cái nồi nhôm từ B-52 của Mỹ. Cũng trong tháng 12 này năm 1972, pháo đài bay B-52 của Mỹ thi nhau đánh phá miền Bắc Việt Nam. Máy bay B-52 là một thành tựu khoa học tối tân, pháo đài bay bất khả xâm phạm, bay đến đâu là bên dưới về thời đồ đá đến đấy. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, đã có rất nhiều đồng bào ta hy sinh bởi món quà dân chủ này của Mỹ. Nhưng với tinh thần là thà chết chứ không để mất nước, những người Việt Nam còn lại đã chiến đấu kiên cường với thứ vũ khí tối tân hủy diệt này. Họ cho rằng đấy là nhôm trời, loại siêu cấp, hàng hiếm, chỉ việc khều xuống là làm ra được một đống nồi niêu song chảo cho cả làng dùng. Vậy nên đã thi nhau bắn hạ để đúc nhôm. Vậy thì người dân Việt Nam đã làm được ra bao nhiêu chiếc nồi nhôm từ món quà mà nước Mỹ đem tặng? Lấy số liệu của Hoa Kỳ cung cấp cho khách quan, đã có 31 máy bay B-52 được công nhận bị bắn rơi tại chỗ. Mỗi máy bay có khối lượng không tải là 83.250 kg, gọi tròn là 83 tấn. Cho rằng 8 cục động cơ, các cụ ngày xưa không nấu chảy được, và hệ thống điện tử, hỏa lực, kiểm soát bay vân vân thì không được tính vào, thì khối lượng nhôm chúng ta thu hoạch được trên trời theo lý thuyết là rơi vào khoảng 40 tấn. Khấu trừ đi số lượng không thu hoạch được khi máy bay bị bắn rơi xuống đất nên bị vương vãi lung tung, chúng ta sẽ thu về khoảng 20 tấn nhôm trên một cái máy bay B-52. Thì mỗi cái nồi nấu bánh chưng to chà bá thì nặng tầm 5 kg. Vậy một cái B-52 làm được 4.000 cái nồi bánh chưng, 31 cái máy bay bị rụng là được 124.000 cái. Còn quy đổi ra các vật dụng khác là 6,2 triệu cái thìa, 3 triệu cái lược, 2 triệu cái bát, 600.000 cái điếu cày, vân vân. Tất cả đều làm từ nhôm hợp kim loại tốt, khai thác tự nhiên từ trên trời. Sau năm 1972 thì người Việt Nam không còn thấy một cái mỏ nhôm nào bay le ve trên đầu nữa. Thật là kỳ lạ.